Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định góp phần thúc đẩy kinh tế chính trị của địa phương. Mô hình nuôi lợn bằng thảo dược của anh Chuyên ở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Mối nguy hại từ thức ăn đường phố ở Thái Bình. Bắc Ninh với công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực giáp danh của huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài, Hải Dương hiện có hơn 384 dự án có vốn đầu tư nước ngoài FDI đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 7,1 tỷ đô la Mỹ. Doanh nghiệp khu vực này đã góp phần đáng kể đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tăng giá trị xuất khẩu, đóng góp vào ngân sách địa phương và tạo việc làm ổn định cho người lao động. Đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp. Tính đến cuối năm 2017, lĩnh vực này có 301 dự án với tổng số vốn đầu tư hơn 6,8 tỷ đô la, chiếm 88% về số lượng dự án, 94,9% về số vốn đăng ký. Các ngành nghề chính là sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, điện và linh kiện điện tử, ô tô, xi măng, sản xuất sắt thép, sản xuất hàng dệt may. Ngoài ra, lĩnh vực dịch vụ gồm các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu cụm công nghiệp, kinh doanh khách sạn, siêu thị, phân phối hàng hóa với 25 dự án. Lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng thấp nhất do nhiều nguyên nhân như rủi ro đầu tư cao, ảnh hưởng thời tiết, thu mua nguyên liệu đầu vào nên kết quả mới có 16 dự án. Số vốn đăng ký đạt hơn 146 triệu đô la, chiếm 4,7% về số lượng dự án, chiếm 2% tổng vốn đăng ký. Các dự án thuộc lĩnh vực này quy mô vốn nhỏ, nhà đầu tư chủ yếu đến từ Đài Loan, Trung Quốc. 30 năm qua, tỷ lệ đóng góp của thành phần kinh tế của vốn đầu tư nước ngoài trong GDP của tỉnh tăng dần qua các thời kỳ đến giai đoạn từ 2011 đến 2016 là 27,5%. Việc quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Nam Định đã góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển. Tuy nhiên, để các cụm công nghiệp phát huy được vai trò của mình trong phát triển công nghiệp, đòi hỏi mỗi cụm công nghiệp phải được quy hoạch chi tiết theo từng giai đoạn và phù hợp với từng tình hình phát triển kinh tế chung của địa phương. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Nam Định đã có trên 20 cụm công nghiệp được tỉnh đầu tư kinh phí triển khai xây dựng hạ tầng. Các cụm công nghiệp tập trung ở khu vực nông thôn đã thu hút hơn 500 dự án đầu tư của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất với tổng vốn đăng ký gần 3.000 tỷ đồng. Trong đó đã thực hiện 2.800 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 20.000 lao động. Việc hình thành các cụm công nghiệp đã thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhiều địa phương phát triển. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định nghiên cứu bổ sung các chính sách ưu đãi khuyến khích thu hút đầu tư, hỗ trợ các cơ sở sản xuất doanh nghiệp nhỏ tại các làng nghề đầu tư vào cụm công nghiệp, đồng thời tạo thuận lợi cho các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp. Phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng đã và đang được đông đảo người cao tuổi huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình tham gia tích cực. Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương sáng trong lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Năm 1976, phục viên xuất ngũ trở về với cuộc sống đời thường. Ông Nguyễn Sĩ Toàn, xã Nam Thịnh mang thương tật trên người với tỷ lệ 61%. Mặc dù là bệnh binh, nhưng ông Toàn đã vượt lên số phận, gây dựng sự nghiệp ngay tại quê hương, phát triển nghề mộc của gia đình. Với đức tính cần cù chịu khó của người lính Cụ Hồ, đến nay, xưởng mộc của ông Nguyễn Sĩ Toàn đã phát triển và ngày càng mở rộng, cho hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho lao động tại địa phương. Cơ sở đã mở rộng được là 190m2 nhà xưởng và 120m2 sân bãi để mà phơi gỗ. Thế doanh thu một năm là từ 2,7 tỷ đến 3 tỷ đồng. Lợi nhuận một năm là từ 380 triệu đến 500 triệu đồng và giải quyết cho trung bình là 8 lao động. Ông Trần Văn Tô, thương binh hạng 3/4, là hội viên Hội người cao tuổi xã Nam Thắng, lại lựa chọn phát triển kinh tế gia đình bằng mô hình trang trại tổng hợp trên vùng đất chuyển đổi. Những năm đầu, ông Tô chăn nuôi bò, vịt đẻ, trồng hòe, nhưng cho hiệu quả kinh tế không cao. 3 năm nay, ông chuyển sang đào ao nuôi tôm thẻ chân trắng và cá song, cá rô phi đơn tính trên diện tích gần 1 hectare. Ngoài ra, ông còn đấu thầu hơn 1 mẫu ở vùng chuyển đổi xã Nam Cường, chuyên nuôi cá song, cá vược.
có chuyển sang nuôi tôm, nuôi cá. Thế hiệu quả đem lại mỗi một năm trừ chi phí đi cũng còn được 3 đến 400 triệu trên một năm. Huyện Tiền Hải có 25.000 hội viên người cao tuổi tham gia sinh hoạt ở 174 chi hội. Từ phong trào tuổi cao gương sáng, đã có 55 hội viên người cao tuổi được vinh danh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi. Trong đó có 11 người cao tuổi vinh danh cấp tỉnh, 1 người cao tuổi vinh danh cấp trung ương. Với những đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, người cao tuổi huyện Tiền Hải thực sự là chỗ dựa tin cậy của con cháu, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế xã hội của quê hương. Xây dựng mô hình trang trại VAC từ năm 2005 nhưng hiệu quả không cao. Đến năm 2013, trang trại của gia đình anh Đỗ Văn Chuyên ở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên chuyển sang chăn nuôi lợn bằng thảo dược, thu lãi trên 400 triệu đồng một năm. Nuôi lợn bằng thảo dược có thời gian xuất chuồng 9 tháng. Nuôi thảo dược được áp dụng từ tháng thứ 5 khi lợn đạt trọng lượng 50kg. Các vị thuốc như kim ngân, ngân hoa, thụ phục linh được trộn cùng với cám để cho lợn ăn. Nhờ cách nuôi này, lợn hầu như không có dịch bệnh, thành phẩm cung cấp ra thị trường cũng đảm bảo chất lượng. Với diện tích chuồng trại trên 1.000m², anh Chuyên đang nuôi 40 lợn nái, 150 lợn thịt. Trung bình mỗi năm, anh tiêu thụ khoảng 80 tấn lợn sạch cho địa phương và tại hai cửa hàng thực phẩm sạch tại đô thị Eco Park và tại Hà Nội. Giá bán của thịt lợn được nuôi bằng thảo dược ổn định ở 110-120.000 đồng một kg. Ở thời điểm thịt lợn xuống giá, gia đình anh vẫn có thu nhập cao và ổn định. Với truyền thống thương người như thể thương thân, vừa qua Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ 9 năm 2018 với thông điệp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, nhằm chia sẻ những giọt máu nghĩa tình với người bệnh. Tham gia ngày hội hiến máu có gần 900 tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng công an, quân sự đóng trên địa bàn huyện. Nhờ chuẩn bị tốt công tác tổ chức nên các khâu khám sức khỏe, xét nghiệm và lấy máu được thực hiện nhanh gọn và diễn ra an toàn. Đã có 581 đơn vị máu được hiến tặng để bổ sung cứu chữa người bệnh. Ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Nho Quan năm 2018 được tổ chức mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân, thể hiện tấm lòng nhân ái đối với cộng đồng. Vừa qua tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hưng Yên, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu năm 2018. Hiến máu tình nguyện là một việc làm ý nghĩa trong nhiều năm qua. Phong trào này được Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp trong tỉnh tích cực tuyên truyền và phát động đã thu hút đông đảo các ban ngành đoàn thể, các tầng lớp nhân dân tham gia. Tại ngày hội hiến máu năm 2018, đã có 800 tình nguyện viên là cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, lực lượng công an tỉnh và người lao động đã tham gia. Trước khi hiến máu, các tình nguyện viên được tiến hành khám sức khỏe, xét nghiệm máu. Kết thúc ngày hội hiến máu tình nguyện, ban tổ chức đã thu được 348 đơn vị máu. Tiện lợi, giá cả phải chăng lại tiết kiệm được thời gian nên thức ăn đường phố hiện rất phổ biến với người dân đô thị trong cả nước nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng. Tuy nhiên đi kèm với những sự tiện lợi thì loại thức ăn này còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Không khó để đi tìm một chỗ ăn uống nhanh và tiện ở thành phố Thái Bình. Thức ăn đường phố có ở khắp nơi, từ trong ngõ ngách đến các đường lớn, từ cổng trường học đến bến xe, chợ. Món ăn đa dạng, được bày bán với mức giá mà hầu như ai ai cũng có thể mua được. Chính vì vậy mà đa số người lao động và học sinh, sinh viên cũng dễ dàng lựa chọn thức ăn đường phố. Theo khuyến cáo của những nhà khoa học, thực phẩm đường phố rất dễ nhiễm khuẩn, trong đó có vi khuẩn E. coli gây tiêu chảy, bệnh đường ruột và khuẩn gây tả. Do đó, nguy cơ ngộ độc thực phẩm là rất cao. Người tiêu dùng cần tự ý thức bảo vệ mình trước những đồ ăn nhanh tại các hàng quán, nên chọn những quán đảm bảo an toàn thực phẩm để ăn uống. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức ra mắt tổ vận động phụ nữ tham gia giám sát an toàn thực phẩm tại xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Tổ vận động phụ nữ giám sát an toàn thực phẩm có 24 thành viên tham gia. Thông qua mô hình, các thành viên của tổ thường xuyên tuyên truyền đến nhân dân nói chung, hội viên phụ nữ nói riêng, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra, nắm bắt tình hình, thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm của các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm trong địa bàn xã và chợ đầu mối nông sản Đông Giảo, để kịp thời phản ánh với lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm xã, có những biện pháp hỗ trợ, can thiệp và giải quyết kịp thời. Trước tình hình cháy nổ từng lúc còn diễn biến phức tạp như hiện nay, thì việc xây dựng đội ngũ chữa cháy tại chỗ với đầy đủ trang thiết bị và thực hiện thành thạo các thao tác chữa cháy là yếu tố rất quan trọng để phòng ngừa cháy nổ xảy ra ngay từ cơ sở. Thời gian qua, nhờ chủ động làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, nên tình hình cháy nổ ở các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được đảm bảo kiềm chế, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn, bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng cho nhân dân. Tại những mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy đều có những biển báo, nội quy quy định và bình chữa cháy mini được các hộ dân trang bị đầy đủ. Các hộ dân đều tuân thủ các nguyên tắc về phòng cháy chữa cháy, đồng thời tham gia đầy đủ các đợt huấn luyện về cách sử dụng an toàn các nguồn nhiệt, nguồn lửa, các phương tiện dụng cụ chữa cháy do cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh tổ chức. Hiệu quả của cụm dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy được chứng minh rõ rệt. So với trước khi triển khai ký kết quy chế phối hợp, xây dựng mô hình điểm cụm dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy, thì tình hình cháy nổ trong các khu dân cư ngày càng giảm cả về số lượng và thiệt hại. Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện xây dựng được 779 đội dân phòng với 5.241 thành viên tại 126 xã phường thị trấn, xây dựng được 3.671 đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, chuyên ngành với 15.335 thành viên. Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh luôn triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh chủ động phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy trong nhân dân, tập trung xây dựng củng cố lực lượng nòng cốt cho phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, tập trung củng cố, duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, chuyên ngành. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, doanh nghiệp và nhân dân, phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, đã góp phần tích cực đảm bảo an toàn và xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ xảy ra, qua đó góp phần tích cực cho việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, tạo môi trường phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh. Nhận thức rõ mối nguy hại tiềm ẩn và đặc biệt là những hậu quả nặng nề do cháy nổ gây ra cho con người và xã hội, những năm qua, Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy tỉnh Nam Định đã chỉ đạo sâu sát các cấp các ngành, các cơ quan doanh nghiệp và quần chúng nhân dân tích cực thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong lao động sản xuất, sinh hoạt, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy. Từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nam Định đã xảy ra 37 vụ cháy làm chết 5 người, bị thương 6 người, gây thiệt hại về tài sản khoảng 12 tỷ đồng. Để hạn chế tình trạng cháy nổ, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động thiết thực, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Nam Định đã tích cực phối hợp với cấp ủy chính quyền các địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện tốt các biện pháp an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra. Phòng chống cháy nổ là việc làm cần thiết bảo vệ trực tiếp tài sản của các đơn vị doanh nghiệp, đời sống và sinh hoạt của nhân dân. Phòng chống cháy nổ không chỉ được các cấp các ngành, các cơ quan doanh nghiệp mà của toàn xã hội. Mỗi người dân hãy nêu cao ý thức trách nhiệm, tự giác, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy, không để xảy ra cháy nổ, gìn giữ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của mỗi gia đình. Mới đây tại quốc lộ 38, khu vực cụm công nghiệp Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 1 thành phố Bắc Ninh phát hiện kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 98C13651 do ông Nguyễn Văn Thu, sinh năm 1977, trú tại Tĩnh Kế, thành phố Bắc Giang điều khiển, đang vận chuyển gần 4.000 con gà, không rõ nguồn gốc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở gần 4.000 con gà giống, khoảng 1 ngày tuổi, không có nguồn gốc, không có giấy tờ kiểm dịch. Trong quá trình đấu tranh làm rõ, ông Thu khai nhận, được một người thuê chở toàn bộ số gà trên từ Bắc Ninh sang Bắc Giang để tiêu thụ. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe 8 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số gà trên.
để tiêu hủy. Thời gian qua, số lượng phương tiện cá nhân bao gồm ô tô, mô tô, xe máy điện và xe đạp điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương gia tăng. Hiện tại, tổng số phương tiện trên địa bàn tỉnh thuộc diện đang quản lý lên đến gần 70.000 xe ô tô, hơn 1.800.000 xe mô tô, xe máy điện. Chỉ tính riêng trong 9 tháng vừa qua, các cơ quan chức năng đã đăng ký mới gần 50.000 phương tiện, bao gồm cả ô tô, xe máy điện, tăng gần 13.000 phương tiện so với cùng kỳ năm 2017. Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 148 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông từ đầu năm đến nay, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe mô tô, xe đạp điện chiếm tới 67% về số vụ và số người chết và chiếm tới 73% số người bị thương. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn là chưa có cơ chế quản lý về an toàn kỹ thuật đối với phương tiện mô tô và xe máy điện. Theo thời gian sử dụng, chất lượng phương tiện giảm, hệ thống bảo đảm an toàn không được kiểm tra, kiểm định, gây mất an toàn khi tham gia giao thông. Qua công tác trinh sát, mới đây trang trại nuôi gà của ông Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1969, ở thôn 2 xã Gia Lâm, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Ninh Bình, triệt phá thành công chuyên án 418P, bắt giữ 34 đối tượng đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa, thu giữ gần 500 triệu đồng và nhiều tang vật khác. Sới bạc trên do Bùi Đức Hải, sinh năm 1983 ở phố Nam Giang, thị trấn Nho Quan, Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1975 ở thôn 8, xã Gia Lâm và Đinh Văn Hiền, sinh năm 1978 ở thôn Mỹ Quế, xã Gia Tường, huyện Nho Quan cầm đầu. Quá trình kiểm tra bắt giữ vụ đánh bạc, lực lượng công an thu giữ 483.400.000 đồng, 5 ô tô, 4 xe máy, 34 điện thoại di động cùng một số tang vật có liên quan. Bước đầu các đối tượng Bùi Đức Hải, Nguyễn Văn Kiên và Đinh Văn Hiền khai đã bàn bạc thống nhất tổ chức sới bạc sóc đĩa nhằm thu lời bất chính, đồng thời liên hệ với Trần Văn Thái, sinh năm 1986, trú tại phố Tân Tạo, thị trấn Nho Quan, sử dụng xe ô tô 54 chỗ, chở các đối tượng tham gia đánh bạc ở các địa bàn tỉnh Hòa Bình, thành phố Hải Phòng và Ninh Bình, tại địa điểm tập kết đến nơi đánh bạc. Các đối tượng thu của mỗi con bạc 1 triệu đồng tiền vé vào cửa và trực tiếp tham gia đánh bạc. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Lâu nay, địa bàn giáp danh là khu vực các đối tượng xấu thường tụ tập gây mất an ninh trật tự. Xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực giáp danh có vai trò quan trọng. Công an huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Công an huyện Duy Xuyên, thành phố Hà Nội, Công an huyện Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên của tỉnh Hưng Yên thành lập cụm liên kết đảm bảo an ninh trật tự khu vực giáp danh. Nhờ thực hiện tốt nhiệm vụ, quy chế phối hợp đã kiềm chế các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực giáp danh, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Điểm nổi bật trong thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp danh giữa Công an huyện Duy Tiên với Công an thành phố Hưng Yên, huyện Khoái Châu, huyện Kim Động của tỉnh Hưng Yên và huyện Phú Xuyên của thành phố Hà Nội, đó là chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông tại các tuyến đường giáp danh, xây dựng mô hình liên kết đảm bảo an toàn về an ninh trật tự tại các xã giáp danh, lấy công an xã và công an huyện phụ trách địa bàn làm nòng cốt. Không chỉ thường xuyên trao đổi thông tin mà các cụm liên kết còn định kỳ tổ chức sơ tổng kết, đánh giá những việc đã làm được, những hạn chế còn tồn tại để có các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn. Đã có hàng trăm vụ việc phức tạp về an ninh trật tự được giải quyết, nhiều tội phạm đã được xử lý. Các đối tượng tiền án, tiền sự, trộm cắp, ma túy, mại dâm, gây rối trật tự công cộng là công dân của các huyện, thành phố trong cụm liên kết được kiểm soát chặt chẽ. Với Công an huyện Duy Tiên, việc thực hiện tốt quy chế phối hợp không chỉ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mà còn góp phần nâng cao uy tín, vị thế của địa phương trong thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi, ổn định, giúp người dân, doanh nghiệp yên tâm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Công an huyện sẽ tập trung chỉ đạo các đội nghiệp vụ của Công an huyện phối hợp cùng công an các xã, thị trấn là tiếp tục là làm tốt cái công tác nắm tình hình, đặc biệt là cái tội phạm đối với tội phạm di động ở trên tuyến. Thứ hai là phải duy trì và thực hiện tốt cái quy chế phối hợp trong cái đã ký kết trong cái đảm bảo an ninh trật tự giữa Công an huyện Duy Tiên và các xã giáp danh của địa bàn huyện Duy Tiên với các đơn vị bạn. Để làm tốt hơn nữa quy chế phối hợp cụm liên kết đảm bảo an ninh trật tự,
thời gian tới, Công an huyện Duy Tiên xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình tự quản trong các khu dân cư, khu công nghiệp, phát huy tốt hòm thư tố giác tội phạm ở các xã giáp danh, đặc biệt là làm tốt công tác trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình và phối hợp giải quyết các vụ việc, vấn đề phát sinh hiệu quả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.